Tô Lâm muốn lật kèo, tính đường không nhả chức chủ tịch nước. Vào ngày 26 tháng 8, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo với báo chí rằng việc bầu chức danh chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 năm 2024. Khi ông Cường đã công bố công khai nghĩa là các bên đã đạt được thỏa thuận về việc chia chác quyền lực trong nội bộ của đảng, đặc biệt là phe quân đội muốn Tô Lâm nhả ghế chủ tịch nước để họ còn tính chuyện riêng. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu đoàn sang Bắc Kinh để mặt trầu Tập Cận Bình. Chuyến đi này được đánh giá là bước đệm để Lương Cường tiến đến vị trí mới là chủ tịch nước của Việt Nam. Giống như một điều kiện bắt buộc, bất kỳ nhân vật nào muốn vào tứ trụ đều phải sang Bắc Kinh tìm hậu thuẫn, và Lương Cường cũng không ngoại lệ. Đáng nói là tướng Lương Cường cùng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là hai nhân vật trưởng thành từ Tổng cục Chính trị, nơi được xem là có rất nhiều nhân vật thân tàu. Việc tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian vừa qua được cho là do bàn tay của hai vị tướng này. Họ cố ý tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh và quyết liệt bài thành phần được cho là thân Mỹ trong đảng. Từ tháng 8, phe Lương Cường và phe Tô Lâm xem như đã thỏa thuận xong về chức chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo một thông tin rò rỉ mới nhất, ông Tô Lâm đang muốn giữ luôn chức chủ tịch nước, không chịu nhả. Vậy nên chưa chắc đã có chuyện bầu lại chủ tịch nước trong kỳ họp Quốc hội thứ 8 sẽ kéo dài và khai mạc từ ngày 21 tháng 10. Tuy ghế chủ tịch nước ở trong tay Tô Lâm không tăng thêm quyền lực cho ông, nhưng nếu nhả ghế này cho phe quân đội thì Tô Lâm có nguy cơ bị quân đội trỗi dậy, gây áp lực. Đây là kịch bản mà Tô Lâm không muốn xảy ra. Dù đang là phe mạnh nhất nhưng thế lực Tô Lâm vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể áp được luật chơi lên tất cả. Đáng lo ngại nhất vẫn là nhóm quân đội. Nếu Phan Văn Giang và Lương Cường bắt tay nhau thì lúc đó phe quân đội vừa có chân trong tứ trụ, vừa có súng đạn nên cân bằng quyền lực với công an. Cũng đáng chú ý, nếu Lương Cường và Phan Văn Giang bắt tay nhau thì họ sẽ tạo ra thế gọng kìm, kẹp chặt Hoàng Xuân Chiến đang được Tô Lâm hậu thuẫn. Như vậy, phe quân đội đang chuẩn bị để nhận ghế chủ tịch nước, kể cả việc đi chầu để lấy lòng Thiên Triều, phương Bắc. Còn phe Tô Lâm thì đang miễn cưỡng, chưa muốn nhả ra. Điều này cho thấy Tô Lâm đang xoay sở để có thể lật kèo vào phút chót. Chưa bao giờ ghế chủ tịch nước lại trở nên quan trọng như bây giờ. Trước đây, ghế này được xem là hữu danh vô thực, chỉ mang tính lễ nghi chứ không có thực quyền. Tuy nhiên, nếu ghế này gắn kết chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thì sẽ không còn hữu danh vô thực nữa, mà ngược lại là chiếc ghế đầy quyền lực. Lấy ví dụ, khi Tô Lâm mới nắm chức chủ tịch nước, dù lúc đó ông chưa nắm được chức tổng bí thư, nhưng thực quyền đã rất mạnh. Nguyên nhân là do ông điều khiển được Bộ Công an, vì thế thực quyền của chủ tịch nước Tô Lâm thì hơn hẳn Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. Chính ông Tô Lâm hiểu hơn ai hết về sự lợi hại của cái ghế chủ tịch nước một khi rơi vào phe tay quân đội. Chiến tranh cung đình thì vẫn còn đang rất khốc liệt, mặc dù bề ngoài trông có vẻ yên ắng sau cuộc đảo chính mềm. Tô Lâm thì lo củng cố quyền lực bất chấp thủ đoạn, còn phe quân đội thì đang tính đường hạn chế quyền lực của ông. Ông Lương Cường đã làm mọi cách để nhảy sang ghế chủ tịch nước, tuy nhiên ông có giành được ghế này hay không thì phải đợi thêm thời gian trả lời. Giật bất cứ món gì khỏi tay Tô Lâm đều không hề dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo bản tin Tô Lâm muốn lật kèo, tính đường ôm chức chủ tịch nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đòn hiểm của Tô Lâm dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ. Cục C03 của Bộ Công an, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, được xem là cơ quan thu nhập dữ liệu lớn, tức là Big Data của ông Tô Lâm. Đây là nơi tung quân điều tra sân sau của các đối thủ chính trị của Tô Lâm hoặc các nhân vật thuộc vây cánh khác để lập thành kho dữ liệu khổng lồ. Nơi đây Tô Lâm chỉ dùng những người mong tin tưởng. Vào năm 2017, khi Nguyễn Duy Ngọc tháo chạy khỏi Công an Hà Nội, mang theo bộ hồ sơ đen của Nguyễn Đức Trung tặng cho Tô Lâm,
lập tức Tô Lâm trọng dụng Nguyễn Duy Ngọc và đưa vào chức Cục trưởng C03. Hầu hết các cục trưởng thuộc Bộ Công an đều được Tô Lâm trước đây và Lương Tam Quang hiện nay quy hoạch của ghế thứ trưởng, đồng thời giới thiệu vào Trung ương Đảng. Thay Nguyễn Duy Ngọc nắm ghế Cục trưởng C03 là Nguyễn Văn Long. Ông Long là người Bắc Giang, có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Long lên Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được cất nhắc vào ghế Cục trưởng C03 vào hồi năm 2022. Mới đây thực hiện chỉ đạo của Tô Lâm, ông Lương Tam Quang đã đưa Nguyễn Ngọc Lâm vào diện quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sắp tới. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Lâm lại là người Nghệ An. Trong khi đó, suốt quá trình đấu đá trên vũ đài chính trị thời gian qua, chính Tô Lâm đã dẫn đầu phe Hưng Yên đánh vào phe Nghệ An. Ấy vậy mà trong đoàn quân của Tô Lâm lại có người Nghệ An, và tại sao lại như thế? Thật ra trong ngành công an đã không có chỗ cho phe Nghệ An từ lâu, vì thế Nguyễn Ngọc Lâm không thể cậy nhờ vào phe Nghệ An để mà tiến thân, mà ngược lại Ngọc Lâm phải ra sức tận tụy phục vụ cho phe Hưng Yên mới mong được cất nhắc. Nếu Ngọc Lâm ra khỏi ngành công an, may ra ông mới được các đồng hương Nghệ An giúp đỡ, còn ở lại ngành công an thì phe Nghệ An đành bất lực. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố và nâng đỡ. Được thế, chính ông là cánh tay đắc lực giúp cho Tô Lâm điều tra tập đoàn Thuận An nhằm hạ Vương Đình Huệ một cách ngoạn mục. Nếu nói Nguyễn Duy Ngọc có công trong lập hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung giúp Tô Lâm diệt trừ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Ngọc Lâm cũng có món quà lớn dành cho Tô Lâm, đó là nhân vật cầm đầu phe Nghệ An khi ấy. Món quà của Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá là quý hơn quà của Nguyễn Duy Ngọc rất nhiều, bởi quà của ông Ngọc chỉ là diệt mầm họa từ xa, còn quà của Ngọc Lâm giúp cho Tô Lâm diệt được địch thủ lớn nhất trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Có vẻ như Nguyễn Ngọc Lâm không chọn lựa, bởi so với các nhân vật lớn gốc Nghệ An, ông chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu ông ở lại ngành công an mà vẫn bảo vệ người Nghệ An, thì chắc chắn ông sẽ bị Tô Lâm đì không ngóc đầu lên nổi. Vậy nên với nghiệp vụ trong tay, với binh lính trong tay, Ngọc Lâm dẫn quân đánh thẳng vào tử huyệt của Vương Đình Huệ để lập công thì cơ hội thăng tiến sẽ lớn hơn rất nhiều. Tử huyệt của Vương Đình Huệ chính là Phạm Thái Hà, trợ lý lâu năm của Huệ và là người nắm tay hòm chìa khóa cho Huệ. Sau khi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, vừa về đến Hà Nội, Phạm Thái Hà đã bị Ngọc Lâm bắt ngay tại sân bay Nội Bài. Kết quả Vương Đình Huệ đã gục ngã và nay thì Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố cho quy hoạch vào Trung ương Đảng khóa sau. Với cú ra đòn hiểm nhằm vào đồng hương để mà tiến thân, Nguyễn Ngọc Lâm đã không còn đường lối. Ông phải ở lại Bộ Công an để bám vào Tô Lâm và Lương Tam Quang. Ngược lại, phe Hưng Yên có một tướng thiện chiến sẵn sàng công phá đồng hương Nghệ An của mình để mà lập công dâng cho Tô Lâm. Tuy nhiên, dù hiện nay Nguyễn Ngọc Lâm đang rất hữu dụng với Tô Lâm, nhưng tương lai thế nào thì chưa rõ. Với một kẻ gian hùng như Nguyễn Ngọc Lâm, nếu vào được Trung ương Đảng và sau này vào được Bộ Chính trị thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó có thể Ngọc Lâm sẵn sàng bán luôn cả Tô Lâm để mà mưu cầu quyền lực như đã từng làm với Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đòn hiểm của Tô Lâm dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.